Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2024, cũng là ngày mùng 5 Tết, đầu xuân năm mới, thì bên Solar Nghiên chúc Tết các bác nhé. Chúc các bác sang năm mới có thật nhiều sức khỏe và cái công việc nó được thuận lợi và được như ý của mình. Thì hôm nay thì đầu xuân thì bên em cũng về tấm pin là tấm pin Chila 545W để phục vụ cho ngày mai có mấy bác tới cửa hàng lấy hàng. Mai thì bên em cũng gửi Nhất Tín một vài đơn đi Thanh Hóa, đi Bình Định và đi Linh Bình. Các tấm pin 545 của hãng Chila Solar và tấm Longi 440. Đây là dòng Chila Solar 545W cả nhà nhé. Một cái pallet này thì có 36 tấm này. 36 tấm này. Đây là CG của pallet này. Hiện tại tấm này bên em vẫn đang bán với giá là 2,2 triệu, giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Hiện tại bên em vẫn đang hỗ trợ chương trình đầu xuân, hỗ trợ 500.000 tiền cước vận chuyển, áp dụng với các bác mua hàng kết thúc vào ngày 8 tháng 1. Hôm nay là mùng 5 rồi, còn vài hôm nữa là bên em sẽ kết thúc chương trình hỗ trợ 500.000 tiền cước vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu mua pin năng lượng mặt trời, mua tấm pin, mua biến tần thì các bác nhanh tay đặt hàng nhé, để hưởng cái ưu đãi là giảm 500.000 tiền cước. Đây, hiện tại em đã vào pin xong đây. Hiện tại thì tại kho miền Bắc bên em đang sẵn pin 440 Longi hai mặt kính, Chila Solar 545 một mặt kính, Zinco 540 hai mặt kính và Zinco 555 một mặt kính. Đó là những mẫu mà bên em đang sẵn hàng tại kho Hưng Yên. Tại kho Thành phố Hồ Chí Minh thì có Longi 450, Chila Solar 430 và Zia 465. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì pin sẽ rẻ hơn miền Bắc nhé. Ví dụ như là tấm Zia của nó có 1,6 triệu thôi, còn rẻ hơn cả Longi 465W, nhưng mà rẻ hơn cả Longi 440. Đấy, hoặc là tấm Chila Solar 430 chỉ có 1,5 triệu. Đấy, tại quận 12 thì sẽ rẻ hơn. Ở hai đầu Nam Bắc thì bên em vẫn có lắp đặt các tỉnh nhé. Bác nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ thôi. Số điện thoại bên em là 0987006938. Thì đầu xuân năm mới chúc sức khỏe mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.